Thưa quý vị, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, vào sáng ngày 25 tháng 9 năm 2024 theo giờ địa phương, tại thành phố New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn chân thành tới Tổng thống Biden về thông điệp chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ Hoa Kỳ dành cho nhân dân Việt Nam trong trận bão Yagi vừa qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm và những đóng góp to lớn của Tổng thống Biden dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cho rằng chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ năm 2015 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam vào tháng 9 năm 2023 đã tạo động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển vượt bậc, đạt đến tầm mức cao nhất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay, mở ra không gian cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, ổn định trong nhiều thập kỷ tới. Tổng thống Joe Biden gửi lời chia buồn với Việt Nam trước những thiệt hại do siêu bão Yagi gây ra vừa qua, đồng thời khẳng định Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phục hồi sau cơn bão. Một lần nữa chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, Tổng thống Biden khẳng định Hoa Kỳ coi Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại khu vực. Tổng thống Biden khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, để quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam tiếp tục là hình mẫu cho sự hàn gắn và hợp tác kiến tạo tương lai. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực đạt được sau một năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai bên, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển của khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, tức vào sáng ngày 26 tháng 9 theo giờ Hà Nội, sau khi kết thúc các hoạt động tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 làm việc tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời New York đi thăm cấp nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Trợ lý Tổng Bí thư và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Cuba. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 9, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự lễ trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng và các phần thưởng cấp nhà nước năm 2024 do tỉnh Đồng Nai tổ chức. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng cho thân nhân ba quý mẹ. Trong đợt này, tỉnh Đồng Nai có 12 cá nhân được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 21 tập thể cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, 13 cá nhân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, 13 tập thể được tặng cờ thi đua chính phủ, 116 tập thể cá nhân đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và một cá nhân được truy tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây không những là niềm vinh dự, tự hào của các tập thể, cá nhân, mà còn là nguồn động viên, khích lệ đối với cán bộ, công chức, người lao động tỉnh nhà đã tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, quán triệt, học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Ngày 25 tháng 9, tại khu di tích Nhà ngục Kon Tum, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại ngục Kon Tum. Nhà ngục Kon Tum là nơi giam giữ tù chính trị được lập sớm nhất ở khu vực Tây Nguyên do thực dân Pháp xây dựng từ những năm 1915-1917.
Năm 1930, thực dân Pháp bắt đầu đưa tù nhân chính trị từ nơi khác về giam giữ tại đây với âm mưu thâm độc là vừa cách ly tù chính trị với phong trào cách mạng ở miền xuôi, đồng thời lợi dụng Lam Sơn chứng khí, lao động khổ sai, ăn uống kham khổ để giết dần giết mòn người tù. Tại đây, 94 năm trước là nơi ra đời tổ chức đảng sớm nhất ở Tây Nguyên. Vào cuối tháng 9 năm 1930, các đảng viên đã thống nhất thành lập chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên tại nhà lao Kon Tum với tên gọi là chi bộ binh. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư tỉnh ủy Kon Tum đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại ngục Kon Tum. Đây là danh hiệu vô cùng vinh dự và cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại ngục Kon Tum, thể hiện sự biết ơn, ghi nhận đối với những hy sinh, công hiến của các đồng chí chiến sĩ bị địch bắt tù đày tại ngục Kon Tum. Cũng trong ngày hôm qua, Hội thảo đổi mới sáng tạo liều thuốc phát triển ngành y dược do báo Đầu tư tổ chức với sự hiện diện của các nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức quốc tế, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là cơ hội trao đổi về những giải pháp, những động lực cho đổi mới sáng tạo ngành y dược trong giai đoạn mới, giúp phát triển bền vững ngành y tế và tăng cường tiếp cận y tế chất lượng cao cho người dân. Hội thảo được diễn ra trùng với thời điểm Quốc hội chuẩn bị xem xét biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược 2016, cho thấy đổi mới ngành y dược đang là vấn đề được quan tâm hiện nay. Tại Việt Nam, đổi mới sáng tạo trong ngành y tế đã và đang giúp cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân, tăng cường khả năng chẩn đoán và điều trị bệnh, thúc đẩy sự tiến bộ trong nghiên cứu y học và sản xuất dược phẩm. Song để đổi mới sáng tạo thực sự là liều thuốc phát triển bền vững ngành y dược vẫn đòi hỏi việc giải quyết tổng hòa rất nhiều nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt, Việt Nam đặt khát vọng trở thành một trong những nước dẫn đầu khu vực về thử nghiệm, nghiên cứu và sản xuất thuốc chất lượng cao, phấn đấu đến năm 2045, đóng góp trên 20 tỷ đô la Mỹ cho GDP cả nước. Cách tiếp cận mới để phát triển ngành y dược, chú trọng đổi mới sáng tạo, tiến bộ công nghệ và chuyển đổi số được coi là động lực then chốt để thành công, sẽ giúp Việt Nam phát triển và đưa ngành dược lên một tầm cao mới. Thưa quý vị, kỹ thuật ghép tạng ở nước ta ngày càng có những bước tiến vượt bậc, bắt kịp với thế giới. Trong đó thì ghép phổi là một trong những kỹ thuật mà Việt Nam đã làm chủ được, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Và mới đây thì Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết là vừa thực hiện thêm một ca ghép phổi toàn diện thành công. Bệnh nhân Trịnh Thị Hiền đã nhiều tuổi, không chỉ mắc bệnh lý phổi nghiêm trọng hơn 10 năm nay, khiến sinh hoạt hàng ngày của chị gần như không bảo đảm và đe dọa tới tính mạng. Bây giờ phổi mà là nó mùn hết rồi, nên bây giờ cần mà lao động nặng một cái hoặc là một cái gì đó nó gây ra ảnh hưởng nặng ở đây hoặc ấy thì sẽ có thể nguy cơ đến tính mạng. Ca phẫu thuật của bệnh nhân Hiền được đánh giá là ca ghép phổi phức tạp, khó khăn hơn do người mắc nhiều bệnh nền nặng. Bản thân bệnh nhân đã từng phải cắt bỏ một bên thận, viêm tụy. Quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do cấu trúc giải phẫu khó. Sau phẫu thuật sức khỏe kém nên bệnh nhân bị suy gan, phản ứng với thuốc kém. Cần sự theo dõi khắt khe, can thiệp kịp thời, sự phối hợp chặt chẽ toàn diện giữa nhiều chuyên khoa. Đây là ca ghép phổi mang đến nhiều thử thách cho đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế. Khi mà mình chia sẻ những hình ảnh chị Hiền tập đi này, rồi chị Hiền đi lại trên hành lang này, hiện tại thì chị Hiền đi lại 1.000 mét trong một ngày để tập làm sao cho cái cơ của chị nó khỏe trở lại. Thì các bác sĩ, những người phẫu thuật viên ghép phổi ở những bệnh viện khác thì bảo đó là một núi công sức. Thật sự là một cái kỳ tích. Bây giờ thì cái vượt qua những cái giai đoạn nặng của bệnh nhân thì đã được rồi. Bệnh nhân là đã cai thở máy rồi, bắt đầu đi lại, trở lại cuộc sống, bước đầu dần dần trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên ca này thì do bệnh nền nhiều cho nên là chúng tôi vẫn còn phải đang phối hợp điều trị tích cực để mong làm sao mà thời gian ngắn nữa bệnh nhân có thể trở lại được cuộc sống bình thường. Sự thành công của các ca ghép phổi cho thấy Việt Nam đã tiếp cận và làm chủ được những kỹ thuật đỉnh cao trong lĩnh vực ghép tạng, từ đó tiếp tục mở ra nhiều thành công mới, khẳng định và nâng cao tầm cao mới cho nền y học nước nhà. Hôm qua tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Cục Thương mại Điện tử và Kỹ thuật số Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Bình Định tổ chức hội nghị thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung.
Tham dự có đại diện của các hiệp hội, tổ chức kinh doanh và sự hiện diện của hơn 200 doanh nghiệp tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử nhanh và năng động nhất trên thế giới. Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về thuế, thương mại điện tử, nền tảng kỹ thuật số đã có những chia sẻ quý báu về hoạt động trực tuyến, đa dạng mô hình kinh doanh và sự phức tạp của các giao dịch quốc tế. Trong đó, nhiều ý kiến của các đại biểu, các chuyên gia và doanh nghiệp đã mang đến những góc nhìn đa chiều, những giải pháp thiết thực để thúc đẩy liên kết vùng trong thương mại điện tử tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung nói chung. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua, từ 13 giờ 15 phút đến 13 giờ 45 phút, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng đã tiến hành nổ mìn phục vụ thi công dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Do đó mà trong thời gian này thì Đà Nẵng tạm dừng các phương tiện qua hầm Hải Vân. Đây là đợt nổ mìn đầu tiên trong kế hoạch nổ mìn phục vụ thi công dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, dự kiến có tất cả 40 lần nổ. Căn cứ vào điều kiện mặt bằng thi công, chủ đầu tư sẽ thông báo trước 5 ngày để các bên phối hợp thực hiện. Cụ thể, vị trí thi công nổ mìn là nút giao cuối tuyến tại km 2+591 dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Trong thời gian này sẽ tạm dừng tất cả phương tiện lưu thông qua vị trí km 11+380,53 tuyến hầm Hải Vân Túy Loan và đường dân sinh. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy tại các chốt dẫn vào hầm Hải Vân, lực lượng liên ngành đã lập các hàng rào, dừng các phương tiện giao thông, các chủ phương tiện chấp hành tốt quy định đề ra. Thời gian thực hiện nổ mìn theo đúng phương án đã lên kế hoạch, bảo đảm giao thông thông suốt và liên tục. Do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ đã kéo theo một lượng lớn rác thải từ các khu vực ven bờ Vịnh Hạ Long, lồng bè nuôi trồng thủy sản, ven bờ ra biển, đang gây ảnh hưởng lớn đến cảnh quan và môi trường. Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp để sớm giải quyết vấn đề này. Từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 9, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã huy động 1.127 lượt nhân lực, 301 lượt phương tiện liên tục vớt phao xốp, bè tre trôi dạt vào các chân đảo, bãi cát trên Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, Vịnh Hạ Long có diện tích rộng lớn, nhiều đảo đá đã gây khó khăn cho công tác thu gom rác thải. Cần nhất là sự phối hợp một cách hết sức đồng bộ của tất cả các lực lượng. Một mình Ban Quản lý Vịnh thì sẽ không thể nào thực hiện được với một cái khối lượng công việc lớn như vậy. Ví dụ như thành phố Hạ Long sẽ là đơn vị chủ công trong cái việc xử lý cái rác thải ven bờ, cũng tương tự như thế đối với Cẩm Phả, đối với Vân Đồn. Thế còn Ban Quản lý Vịnh Hạ Long sẽ nỗ lực cố gắng để thực hiện việc thu gom và xử lý ở toàn bộ cái rác thải ở trên vùng lõi và vùng đệm của Vịnh Hạ Long. Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đang kêu gọi người nuôi biển thu gom, tái sử dụng các vật liệu phao, bè nuôi bị cuốn trôi trên vịnh để tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng cường tuần tra, giám sát môi trường tại các khu vực trên và ven bờ vịnh, tránh ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường di sản. Ngày 25 tháng 9, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, công trình xây dựng năm 2024. Giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2024 và tọa đàm sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong công nghiệp, giải pháp công nghệ và tài chính. Giải thưởng hiệu quả năng lượng nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, những công trình xây dựng tiêu biểu thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, đồng thời thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giải pháp quản lý và công nghệ tiên tiến, đưa ra thị trường các sản phẩm có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng. Các giải thưởng kỳ vọng đóng góp cho mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8 đến 10% trong chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Thời gian nhận hồ sơ tham gia bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 11 theo cả hai hình thức là bản giấy và bản điện tử. Dự kiến công bố và trao giải vào tháng 12 năm 2024. Cũng nhân sự kiện này, Bộ Công Thương đã tổ chức tọa đàm giải pháp hiệu quả năng lượng trong công nghiệp. Cũng trong ngày hôm qua, hàng trăm học sinh Việt Nam đã cùng nhau đưa những ý tưởng xanh vào tranh vẽ tại lễ phát động cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em năm 2024 tại trường Nguyễn Siêu, Hà Nội. Cuộc thi năm nay khuyến khích các em học sinh tìm hiểu thêm các thách thức về môi trường và khí hậu, cũng như chia sẻ các sáng kiến, suy nghĩ và tầm nhìn của mình. Làm thế nào để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Cuộc thi nằm trong chương trình kỷ niệm 53 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch. Tại lễ phát động, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam bày tỏ mong muốn đây sẽ là diễn đàn thu hút sự tham gia của học sinh Việt Nam. Cuộc thi dành cho tất cả học sinh Việt Nam từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở. Những thí sinh đạt giải sẽ được công bố và trao giải tại lễ trao giải sẽ diễn ra vào cuối năm học 2024-2025 tại Hà Nội.
Trong những năm qua, tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh vẫn diễn ra phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đối với học sinh. Và để bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông, trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý các vi phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Từ đầu tháng 9 đến nay, những lỗi vi phạm giao thông phổ biến trong lứa tuổi thanh thiếu niên được lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội phát hiện xử lý đều là điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe gắn máy chưa đủ tuổi, không xuất trình được giấy phép lái xe. Không chỉ học sinh mà ngay cả các phụ huynh chở con em mình đến trường cũng vi phạm. Em nay em vi phạm là không đội mũ, cả chưa đủ tuổi có để lái xe. Đối với những trường hợp mà chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy theo quy định thì chúng tôi cũng tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện và gửi thông báo về nhà trường. Ngoài việc tăng cường cắm chốt xử lý quanh các điểm trường học, lực lượng chức năng trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông và kỹ năng tham gia giao thông cho các em học sinh, sinh viên. Trong buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kết hợp tuyên truyền trực tiếp, rồi đặt các cái câu hỏi và cung cấp cho các em các cái thông tin liên quan đến lứa tuổi của các em mà khi tham gia giao thông được điều khiển phương tiện gì, cần những điều kiện gì để được điều khiển các cái phương tiện đó cho nó đúng pháp luật. Nhà trường nhận được những cái thông báo các em vi phạm từ nơi này nơi khác chuyển về nhà trường thì những em học sinh đó phải trực tiếp kiểm điểm với trước lớp, kiểm điểm trước ban giám hiệu nhà trường và những em học sinh này phải chịu cái hình thức kỷ luật của nhà trường, đó là nhà trường sẽ phê bình và sẽ xử lý hành kiểm tại thời điểm các em vi phạm. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông thủ đô sẽ tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông nhiều hơn nữa. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo gia đình không nên tự ý giao xe cho con em mình khi chưa đủ tuổi, thường xuyên nhắc nhở các em chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông. Trên báo Tuổi Trẻ có bài viết doanh nghiệp đầu mối thua lỗ, bóp chiết khấu. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đứng ngồi không yên trước nguy cơ thua lỗ trở lại do bị bóp chiết khấu, trong khi các doanh nghiệp đầu mối đề xuất được giảm tổng nguồn tối thiểu với lý do là bị lỗ nặng vì ôm hàng nhiều mà giá xăng dầu liên tục giảm. Một số doanh nghiệp đầu mối, nhất là doanh nghiệp nhà nước, bức xúc cho rằng là cần xem xét lại cơ sở phân bổ tổng nguồn, bảo đảm phù hợp với khả năng của các doanh nghiệp cũng như là công bằng trong cạnh tranh trong năm 2024. Bộ Công Thương thực hiện phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gồm từ nhập khẩu, sản xuất, pha chế và mua từ nguồn trong nước tại các nhà máy lọc dầu cho 36 doanh nghiệp đầu mối. Và đáng chú ý là trong khi có những doanh nghiệp được phân giao từ vài trăm nghìn đến cả triệu mét khối trên tấn xăng dầu, có doanh nghiệp chỉ được giao tạo nguồn với sản lượng rất nhỏ, chỉ vài chục nghìn mét khối trên tấn. Thưa quý vị, sau nhiều ngày tháng miệt mài bám trụ công địa, huy động cao cả về thiết bị và nhân lực, hàng loạt dự án giao thông, nhất là các công trình trọng điểm đã bứt phá mạnh mẽ về tiến độ thi công và giải ngân. Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng 9 trở đi, nhiều công trường giao thông bước vào mùa mưa, nhịp độ triển khai đang có chiều hướng giảm nhẹ. Đây là vấn đề trong bài viết Đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân trên báo Nhân dân. Để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu lên phương án triển khai hiệu quả các hạng mục có khối lượng lớn, tập kết đầy đủ vật liệu, tranh thủ thời tiết thuận lợi, duy trì nhịp độ thi công, bảo đảm kế hoạch đề ra. Với đà đẩy nhanh tiến độ tại các dự án trong những tháng cuối năm, cùng với việc được bổ sung hơn 13.000 tỷ đồng vốn ngân sách, ước tính trong năm nay, Bộ Giao thông Vận tải có thể giải ngân khoảng 74.680 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch vốn được giao lần đầu. Cấp bách cải tạo chung cư cũ xuống cấp, hư hỏng do mưa bão là vấn đề được đề cập trên báo Lao Động. Và trước tình trạng nhiều khu chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng tại Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng, đặc biệt là do ảnh hưởng của tình trạng mưa bão trên diện rộng thời gian qua, vấn đề cải tạo chung cư cũ ngày càng trở nên cấp bách. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cải tạo chung cư cũ, chính quyền địa phương cần xây dựng quy hoạch phân khu cho các khu chung cư cũ, có sự điều chỉnh linh hoạt về chiều cao, mật độ dân số. Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam nhận định các cấp chính quyền phải vào cuộc quyết liệt với sự quyết tâm cao thì kế hoạch cải tạo chung cư cũ mới mang lại hiệu quả.
Thưa quý vị, kinh tế tư nhân đã và đang đóng góp 45% GDP, 40% vốn đầu tư toàn xã hội, tạo ra 85% việc làm cho tổng số lao động, chiếm 35% kim ngạch nhập khẩu và 25% kim ngạch xuất khẩu. Việt Nam đã có những tập đoàn tư nhân vươn ra khu vực và thế giới. Tuy nhiên, để có thể có nhiều hơn những doanh nghiệp đầu tàu, rất cần những chính sách hỗ trợ tạo đòn bẩy, cũng như là sự nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ phía nhà quản lý. Đó là nhận định trong bài viết khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân trên báo Đại Đoàn Kết. Các doanh nghiệp lớn cần chủ động đi đầu, tiên phong trong những việc lớn, việc khó, việc mới, giải quyết những bài toán ở tầm quốc gia để tạo lực cho phát triển kinh tế, tạo dư địa phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở những lĩnh vực khác. Với tiềm lực tài chính, năng lực nghiên cứu và phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao, bề dày kinh nghiệm và thương hiệu lâu đời, đã đến lúc đặt lên vai doanh nghiệp lớn những sứ mệnh lớn lao hơn. Trên báo Tiền Phong có bài viết hơn 67 tỷ đô la Mỹ làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đòn bẩy cho phát triển kinh tế. Theo đánh giá, nếu thực hiện, siêu dự án trên sẽ tạo ra nhiều đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội, tạo cú hích cho ngành cơ khí chế tạo, tự động hóa và ngành công nghiệp khác phục vụ quốc kế dân sinh. Về hình thức triển khai đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất cơ chế chính sách đặc thù về phân kỳ đầu tư, phân bổ nguồn vốn trung ương, địa phương một lần nữa, hay theo giai đoạn 5 năm một lần, sử dụng trái phiếu, ODA và các nguồn hợp pháp khác. Bộ cũng cần phân công nhiệm vụ cho doanh nghiệp tư nhân để huy động nguồn lực bên ngoài, từ quỹ đất hai bên tuyến đường sắt để giảm bớt chi phí nguồn lực của nhà nước. Thưa quý vị, trường học miền Trung ổn định trường lớp, đón học sinh trở lại là bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại. Nhiều trường học miền Trung bị ảnh hưởng sau bão số 4 đã đón học sinh trở lại trường. Dù vậy, còn không ít trường phải cho học sinh nghỉ vì cần thêm thời gian dọn dẹp và tu sửa. Tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cùng với việc tích cực dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, Phòng Giáo dục Đào tạo đề nghị hiệu trưởng các trường căn cứ vào tình hình thời tiết để có kế hoạch dạy học phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên. Đồng thời chủ động báo cáo chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng hỗ trợ khắc phục sau mưa lũ nhằm sớm ổn định hoạt động dạy học, có phương án hỗ trợ học sinh học tập, củng cố kiến thức sau khi mưa lũ kết thúc.